Hóa ra là thị. Mình như này mà mình nhìn ra thành lá bonsai, à, lá lan tiêu. À, thế 2-3 năm nữa là lại có sản phẩm thị bonsai này. Nhưng kiểu bây giờ đang chôn bịch ấy, cho nên các bạn cũng chưa hình dung ra, mai sau xé bịch. Đấy, chắc là cũng ít ít người làm cái dòng này. Ít người làm cái cây cây thị bonsai. Ở đây thì định quay cho mọi người cả cái lộc vừng nữa, nhưng mà lộc vừng cũng đẹp mà, nhưng mà đây lộc vừng này cũng rất là đẹp. Đây. Đây đây này. Thị bonsai xong lộc vừng bonsai xong rồi. Các thể loại gốc to lắm ấy. Nhưng mà cái loại này đợt trước nó có hoa. Ui nhiều thứ lắm, một ngày thì nói thật ra là ông bây giờ lại có bao nhiêu hoa giấy nữa. Hoa giấy thằng dở hơi kia bây giờ nó bảo là bán cái hàng đất đi thì. Đấy hôm nay là cho mọi người biết là để cho lần sau là nhìn vào đây là biết là thị. Biết mẹ đâu, tưởng là lan tiêu, hóa ra là đây là thị. Còn thị bonsai. Này nhìn nhẳng lắm. Khế này thì mọi người biết hết rồi. Và tôi cũng không phải tò mò cái đoạn giai đoạn này nữa, chỉ có một cái là đấy cách làm từ đầu đấy. Là đôi khi mọi người không ấy. Còn hoa hồng thì thực tế là bây giờ mới nếu mà có ấy thì là lại khởi động lại cái chương trình hoa hồng ngoại thị khế rất nhiều. Đây khế đây, nói chung là làm thì là sẽ có ăn. làm là sẽ có ăn, xong rồi dần dần chúng ta làm, xong rồi chúng ta đúc kết, xong rồi từ những cái chia sẻ của tôi đấy là các bạn rút ra được kinh nghiệm, bạn sẽ tiết kiệm được thời gian. Thứ nhất là các cái dòng sung này, khế này, lộc vừng, xong rồi ý tưởng nữa.